cái tung chân trong những phút vừa qua. Đó là anh Tư, người đang di chuyển với vai trò tiền vệ của các thủ Thái Bình Dương. Tình huống đánh đầu vẫn còn cơ hội. Rất có chịu ở một góc rất đẹp, nhưng đó là một bàn thắng đẹp dành cho số 25 Mạnh Cảnh. Rất đáng tiếc, đó là tình huống chuyền bóng về của cầu thủ mang chéo số 8 bên phía sông Hương. Nó vô tình lại trở thành một yếu tố để giúp cho cầu thủ mang chéo số 25 của Thái Bình Dương thực hiện một tình huống đưa bóng vào từ cánh phải. Có vẻ như bóng đã chạm vào một cầu thủ sông Hương và chuyển hướng. Nhưng tất cả mọi thứ nó lại diễn ra đúng với những sự kỳ vọng cho một ngày đầu năm. Có một điều đáng chú ý là trong ngày hôm nay, bóng vẫn còn trong sân dành cho anh Tư. Thủ bóng của Lâm Dừa, Phan Hưng lại mất bóng khá bao hiểm, có thể dứt điểm từ xa. Tỷ số là 2-0 dành cho các thủ Thái Bình Dương. Quá nhanh, đó là điều mà chúng ta có thể mô tả được cách mà các thủ áo xanh đã nhập cuộc trận đấu này. Bây giờ thì họ đã có thể nhân đôi khoảng cách của mình. Vừa rồi là cầu thủ mà như đã nhắc đến cách đây không lâu, cầu thủ đã lệch cánh trái. Như vậy đó là tình huống của số 6 Tuấn chưa phải bảo. Điều quan trọng là anh đã thực hiện một cú dứt điểm bóng có quỹ đạo vào vòng để đủ đội con đánh bài được thủ thành Quốc Bảo. Di Khôi rất cần thiết những pha bóng đầy sức sống như một rồi. Bóng vẫn còn trong cuộc chơi cho các thủ sóc gấp. Thoái kỹ mượn, pha trả bóng về rất mạo hiểm. Vẫn còn Di Khôi có thể dứt điểm. Rất may là bóng chạm vào mép trong cột dọc. Bàn thắng dành cho các cầu thủ của sông Hương. Và đó là nỗ lực của cầu thủ mang chéo số 75 Di Khôi. Tình huống mà các cầu thủ hệ thống phòng ngự của Thái Bình Dương đã có những sự bình tĩnh một cách thái quá vào sân nhà. Và điều đó đã khiến cho phải nhận bàn thua. Bây giờ thì cả hai đội bóng đều đã có tiếng nói, đó là những bàn thắng vào lưới của nhau sau những thời điểm thì kiểm soát và xem xét tình hình. Đơn Nam có thể dứt điểm hay không? Những pha xoay sở của anh Tư được chuyền vào là quá sâu, nhưng vẫn còn rất nguy hiểm. Tỷ số được nâng lên là 3-1 dành cho cao thủ của Thái Bình Dương. Một pha xử lý tốt nữa và cú đúp dành cho số 6 Tuấn. Từ đáng đá lệch trái của cao thủ Thái Bình Dương đã có hai tình huống ghi bàn rất đẹp. Lần trước thì anh đã khiến cho mảnh lưới của Quốc Bảo bị rung lên với một trạng thái treo bóng. Và vừa rồi là tình huống xử lý cứa lòng và bóng đi góc xa. Như vậy đây là chưa có thể có được kịch bản là bàn thắng đưa trận đấu về trạng thái cân bằng và xuất phát cho các đội sông Hương. Vẫn còn chân trái, không phải dứt điểm mà đó vẫn là đường chuyền. Sau đó rất nhiều nhịp cú đá của Toàn cũng chỉ mang về tình huống đá phạt góc cho các thủ của sông Hương mà thôi. Khi mà cầu thủ mang chéo số 66 Phong Trần có pha ngoặt bóng ngược trở lại thì chúng ta đã nghĩ đã ra một viễn cảnh có thể được ăn mừng bằng cái chân trái. Vào chân bóng ông Lâm Dừa có thể dứt điểm. Tỷ số rút ngắn còn 2-3. Có một tình huống dành cho cao thủ của sông Hương, đó là pha bóng mà hệ thống phòng ngự của Thái Bình Dương gặp sai lầm trong việc đưa bóng lên. Lâm Dừa đã tối ưu thành công cho tình huống này để rút ngắn khoảng cách còn 2-3. Lúc này thì thời gian của số này đang trôi về những phút cuối rồi. Lựa chọn Phong Trần khá tốt, cú đá vượt xa. Số 10 lúc này đã bắt đầu đẩy lên đá cao hơn so với thời điểm trước đó.
một cú quát volley sống của cầu thủ Manchester City về phía sông Hương. Nếu như thành công, đó chắc chắn là một bàn thắng siêu phẩm đầu năm. Có những pha di chuyển với tốc độ rất cao và đã khiến cho bộ đội trung vệ Lê Bẩn và Đức Luận phải vất vả. Cơ hội của Phan Hưng rất đáng tiếc. Có đến hai cầu thủ của sông Hương ở tuyến trong. Đức Luận làm gì? Bàn thắng để đưa trận đấu về trạng thái cân bằng đã đến rất gần đối với các cầu thủ của sông Hương. Hay vào bóng này, tình huống này thì ở phía cánh phải, Phan Hưng đã làm rất tốt trong động tác qua người. Nhưng ở phía trong thì hai đội lạch và gầm của Thái Bình Dương. Hãy cẩn trọng tình huống này. Pha tác chung trung bóng nhưng một cầu thủ bên phía sông Hương đang tỏ ra khá đau. Đó là trường hợp của trung vệ số 21 Lê Bẩn. Một người có vai trò rất quan trọng trong hệ thống phòng ngự của các cầu thủ sông Hương trận đấu này. Một pha vào rất mạnh mẽ của số 10 bên phía các cầu thủ Thái Bình Dương đã khiến cho cầu thủ phòng ngự số 21 bị đau. Lâm Giờ. Bóng chạm tay số 75. Sẽ có quả đá phạt dành cho các cầu thủ của sông Hương. Rất may đó là tình huống đưa bóng chạm tay ngoài vùng cấm. Nhưng ở cự ly như thế này với những chân sút Lâm Giờ. Và nỗ lực của anh Đen. Quá gây Xí Bên rất nguy hiểm. Pha bóng có độ áp về cao. Trọng tài xác định có quả đá vào góc. Tình huống rất kéo của số 12 Xí Bên. Và nó mang về tình huống đá vào góc. Lên bóng của Tuấn. Vẫn là rất kéo anh Hà. Chuyền hay không lỗi việt vị, cơ hội dành cho tiền đạo số 9. Lần này thì đã hơi vội vàng cho Đen Đồng. Một pha chuyền bóng bất ngờ của các thủ Thái Bình Dương và loại toàn bộ hệ thống phòng ngự của các thủ trong đường. Đến từ cầu thủ Manchester City số 13 anh Hà. Người đàn áp với vai trò hậu vệ lấy phải. Tuyến này lỗ rồi. Một tình huống không làm chủ được tốc độ của chân Hà. Chiến thắng vàng cũng đã được rút ra và anh đã khiến cho cầu thủ đội bạn bị đau. Simen. Sẽ có một quả đá phạt cho cầu thủ của sông Hương lệch phải. Nam Duy là người mang về tình huống đá phạt này cho cầu thủ sông Hương. Đó là Tuấn. Thủ thành chống kìa. Vấn đề là xử lý như thế nào của số 6 mà thôi. Anh lại xuất điểm bóng đi vượt xa. Đây là cầu thủ đã có cú đúp và hoàn toàn có thể hoàn thành xong hat-trick cho Duy Minh ở trong trận đấu đầu năm.
Ông sáng anh em ơi. Có thể dứt điểm cho Siemens không vào. Hoàn toàn không có lỗi việt vị trong tình huống vừa rồi của Siemens. Tiếp theo đó sẽ chỉ có đá phạt góc cho cầu thủ Martial số 12 và các đội của mình thôi. Như vậy lúc này thì trọng tài cũng thổi còi để khép lại trận đấu sau đầu năm khai xuân của các cầu thủ Sông Hương và Thái Bình Dương. Trong trận đấu thứ hai đã không có thêm bàn thắng ghi và kết quả chung cuộc là 3-2 giống như hiệp một mà các cầu thủ Thái Bình Dương đã thiết lập. Xin chúc cho các thành viên của đội bóng sẽ là có một năm mới phát tài và an khang. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những trận đấu tiếp theo. Còn bây giờ anh Nhân và anh em ekip Chuyền Thông Ropi, từ nay chúng ta tạm biệt.